giáo chú ơi. Tôi khu quèo chứ nó giáo à. Hồi qua bởi mình chặn số à. Em vợ cũng về tại trái xỉu mình cũng vậy. Hại biết bao nhiêu hại biết. Ờ tay hết hầu như là như nói vậy, tá bự vậy đó. Ba bốn trái ký ha. Người ta lớn dữ lắm. Mà ông nói từ cái lá xè chán mới dùng những lá cam mà. Thằng Đặng với thằng đất phụ xa. Thằng Đặng với Nghiên có bằng. Rồi tôi mới hỏi phân đường sao nó nói trời ơi phân gì đâu cháu ơi. Đất phụ xa nó cặp mặt tiền không bé đó cái rồi. Ông tưới gì. Nó vào đây vô thì ấy cái chuyện hư rồi giá. Ồ, giá anh Tư cũng ác đạn dữ ha. Giá mặn lâu. Giá này tốt. Giá này nó cặp thép nè. Ép lại cho người quấy luôn. Vậy? Một con gái này hay vậy? Không có, cho cái bên đây. Cái cây xua này chứ không? Rồi, cây xua thì chậm thôi rồi. Dịch đi. Ơi. Cao ngắn nhỏ đẹp. Cậu bãi mình cũng đẹp, mà bãi đẹp đó. Cậu bãi mình đẹp mà bãi mình cũng đẹp đó, mà bởi gan nghe đứa nhỏ nó cũng thấy ngon đi không? Đẹp. Thôi mình hổm đám cho anh em ngồi ăn biết thấy biết. Cái cao vô cao hơn cái cao hơn bự hơn. Qua mấy đám này trong sáu bụng điện chế gì chế chứ bao nhiêu bãi phải không thầy chẳng đâu khẩu đi. Thì em thì bài chuyện ra được. Với nó nói thêm cái mưa hay gì đó chú ơi chứ để chung nổi đâu. Thúi sâu sâu đó đó. Dạ nó đào khúc ấy nó hô ra ra chứ để thúi tư không được. Em bằng nó đỡ đó bữa em gì em bằng ra tiếp. Tôi giờ quyết định bỏ ngoài mà. Nhỏ đó chắc là nửa lớn thùng thiệt. Đúng không? Gia đình bên vợ tôi cũng vậy đâu có địa vị. Dạ. Con người là bình đẳng.
Trời đất ơi, ra kêu thích làm lớn rồi kêu. Rồi. Bà buông coi lấy cái giò. Rồi rồi bắt đầu vô nha. Tôi hám tôi nói rồi, tôi rất nhỏ lắm, tôi có chồng là không có tệ. Vậy chứ sao chú không biết vợ mình đánh nó. Ba cái tùng vậy mà nó không cho tôi bỏ đâu, kêu anh đừng bỏ ba tùng nhỏ này. Hôm qua thấy ngồi chung bàn với anh rồi cái người xách cái ly đi qua kia, bỏ sáu lấy một chịu gì gì không cũng họ con còn đây là nghỉ trưa là con bắt đầu công việc đó. Ông bà bên vợ. Ông nói hồi đó thì 90 tuổi 80 tuổi rồi nói thọ rồi giờ càng ngày càng cao tuổi. Càng ngày tuổi càng cao. Mà nó có hay sao nó vậy cơ thiếp? Đa số mấy ông nó không ngủ được không mà biết này không gì cả, cứ rút cái rút được là kệ nó. Làm gì không nắm tôi chưa thế à? Không đủ thiên hàm quá. Cái anh dân sẽ chết nữa đằng nó sống bằng tủ ngoại gì đó. Ai đâu được trong ít lắm. Rồi thấy tôi đang bả hỏi nè. Chị Tư đi đám rồi, chị Tư cũng phụ không thôi chứ. Mà tôi cũng có bả ổng có người nào phụ đâu, lo đi đóng gỗ với bánh trè. Rồi. Đâu hay. Được ạ, không? Ừ, đúng 30 rồi. Cũng khá thua. Út luôn kêu Út ở nhà nữa con Út còn nữa có con ngồi xu trứng nhất vô nó vô ra xài ra phụ coi tại nó liều không sợ chết. Dính tàn á. À, dính cái gốc rồi. Đúng rồi, nhảy qua bên kia anh dính luôn. À. Ngay cái bực đất. Không rút đồng vô bẫy. Gà với cái này rồi. Gà đâu? Cái này. Anh Tư hạ ngọn xuống chút. Rồi bực đất lên không nổi. Đất ơi. Lên ra đi. Trời ơi, bay gì làm hỏi. Thằng lên qua ngoài luôn. Lỡ nặng tí đi. Ôi trời, bên cạnh góc đủ má nặng hơn gì nữa.
Lết được, kéo lết được. Nó khiển tao, nó cực.